Chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái mạch cảm biến khá là hay. Đây là mạch cảm biến công tắc từ, cảm biến từ. Đây là sơ đồ tổng quát của nó. Về con transistor thì chúng ta sẽ dùng con là để mình một chiếc cái viết mình viết. Ta sẽ dùng con C1815 ha, hoặc là con C8228, hoặc là những con chanh nghịch nào cũng được. Và chúng ta cần thêm một, đây là một cái công tắc từ, một cái từ giá của nó khoảng là 7-8 ngàn gì đó, tùy theo chỗ. Đây mình sẽ ghi vô đây cho mọi người dễ thấy, là đây con C1815 nè, chân này là chân E, chân C và chân B là ở trên. Đây là công tắc từ. Công tắc này nó hoạt động là khi chúng ta đưa cục 500 gần vào thì nó sẽ là làm đóng tiếp điểm đó. Và đây khi mà dùng có thêm ở đây là con điện trở 47 kg. Cái này là đối với nguồn 12V nha, nhưng mà ở đây mình đã chỉnh lại nguồn khoảng 3V để xài cục pin điện thoại, nên mình sẽ dùng trở nhỏ hơn là 8,2 kg. 8,2 kg nâu nâu đỏ đỏ. Đây là cái còi chip hoặc là còi báo động gì đó cũng được. Nếu 3V thì dùng còi chip, nếu 12V thì dùng còi báo động loại 50K cái đó. 8,2 kg là cho nguồn là 3V ha. Đây 2,28 nè, mình dặn 3V luôn. Rồi. 6 V. Mọi người phải để cho nó đúng thông số nha, nếu nó mà có sai lệch nhiều quá thì nó sẽ làm đứt con da này, đứt con da này luôn là hư á. Phải là hai con sơn to khác. Đây, mình sẽ cắt cho mọi người xem. Đây là chân âm áp, rồi đây chân dương sẽ đưa vô đây. Người thấy là khi cắt vào thì là cái lo nó kêu thì mình sẽ dùng cục 500. Đây mình dùng cục 500, ở đây là cục hít trong cái loa nè, sẽ đưa vào chỗ cái công tắc từ đó. Mình thấy là đưa vào thì nó sẽ tắt, lấy ra kêu, đưa vào tắt, lấy ra kêu. Mặt này ta ứng dụng là chúng ta dán vào hai cánh cửa, mở mở khi mở ra thì nó sẽ làm cái chuông kêu. Dạo này sắp Tết là ăn trộm cũng khá là ghé 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 thăm cái nhà mình đó, người gắn vào. Nhưng mà cái mà cái ước khuyết điểm của nó là khi chúng ta đưa 500 lại thì nó sẽ ngừng kêu. Vì vậy chúng ta mình nghĩ là sẽ cải tiến nó lên, sẽ thêm một cái bộ phận nữa, đó chính là con thi-stor để cho nó giữ trạng thái. Cái đó mình sẽ làm sao? Ở đây là mạch cơ bản trước, cơ bản là vậy. Đây, mình giải thích nguyên lý cho mọi người dễ hình dung, là khi chúng ta cấp điện vào đây thì con transistor này á, thì con này nó sẽ dẫn, và làm cái này, cái mạch này nó kêu, nó dẫn làm mạch kêu. Và khi chúng ta đưa cục hít lại gần thì con cưng B với cưng E nó bị như là nói tắt lại với nhau, thì nó transistor sẽ ngừng ngưng dẫn thì mạch nó sẽ không kêu. Đại loại là vậy đó. Thì chỉ đơn giản vậy thôi, không có gì khó, mạch khá đơn giản, không có gì khó. Và đây là mạch 203 nè, để sau ha. Đây mình sẽ cho người thêm cái mạch nữa. Đây cái này là cái cọc chip nè, đây là con chan nè, đây con trở 8,2 kg, và đây là con công tắc từ, để sáng cho người xem nè hình dạng của nó ha. Nó có hai cái thanh hai bên, thanh sắt hai bên, thanh hai thanh từ á, nó không phân cực nên mọi người cứ hàng thoải mái thôi. Rồi rồi, cảm ơn người đã theo dõi video, thấy hay thì like subscribe cho mình ha. Rồi, cảm ơn.